Hi, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tặng con gimbal Vlog Pocket này. Một cái gimbal mà mình vừa mới nhận được trong thời gian vừa qua. Và mình đã có một cái trải nghiệm khá là thú vị với cái chiếc gimbal này. Về cái thể lệ tặng gimbal thì các bạn có thể xem ở cuối video nha. Sorry các bạn, ngày hôm nay mình không thể xuất hiện cái gương mặt của mình lên trên cái trang của mình được. Tại vì nguyên một cục mụn to tướng nằm ngay cái mũi thì có thể hiểu nó như thế nào. Xin chào tất cả các bạn. Thôi bỏ qua đi. Bây giờ thì mình sẽ cùng điểm qua một số cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Mình sẽ cùng nhau thảo luận về những cái vấn đề như là các bạn có cần phải mua một cái gimbal hay không. Tại vì trong cái quá trình mà mình cầm cái gimbal này đi vòng vòng tưng tưng ngoài đường á, thì tự nhiên có một anh tới hỏi: ô, gimbal gì vậy, và gimbal này mua bao nhiêu, và gimbal nào thì mình nên chọn gimbal nào loại tốt á. Thì mình không có kịp quay lại cái đoạn này, tại vì lúc đó mình đang quay cho nên chỉ ghi lại được một cái đoạn nói chuyện ngắn ngắn thôi. Cái này nhỏ gọn, cầm đi dễ. Nhưng mà trước tiên thì hãy cùng xem những cái footage mà mình đã sử dụng gimbal này để quay lại. Mình quay vừa thôi và mình về nhà mình hậu kỳ thì nó ra được như thế này. Đây các bạn có thể xem nha. Chúng ta sẽ điểm qua một vài cái lý do mà các bạn không cần phải dùng gimbal. Ví dụ như dành cho những bạn mà chỉ quay phim và không di chuyển nhiều, các bạn chỉ chọn những góc máy tĩnh thì những bạn đó không cần mua gimbal để làm gì. Thứ hai là các bạn sử dụng một cái điện thoại quá tốt, chống rung quá tốt, hoặc là các bạn sử dụng GoPro thì các bạn cũng không cần gimbal để làm gì. Cái thứ ba đó là các bạn không yêu cầu cao về chất lượng, các bạn thích được cái cảm giác là rung rung lắc lắc khi mình đi bộ để cho người xem có cảm giác chân thật thì các bạn đó cũng không cần gimbal. Và cái thứ tư, nếu như mà các bạn là một người cực kỳ ghét những cái thiết bị râu ria đi kèm á, thì các bạn cũng không cần gimbal, bởi vì gimbal là một cái thứ gắn kèm mà mỗi lần mình thao tác mình setup nó thì rất là mất thời gian. Cho nên đó là một trong những cái lý do mà các bạn sẽ không cần dùng gimbal, bốn cái lý do đó nha. Và bây giờ thì sẽ đến với năm lý do mà chúng ta cần dùng gimbal. Ok, bước vào lý do thứ nhất. Lý do đầu tiên mà mình cần dùng một cái gimbal đó là nó sẽ giúp cho mình đảm bảo được mọi footage mình quay đều có thể dùng được, ít rung lắc. Tức là cái gimbal nó sẽ cho người ta cái cảm giác sử dụng cực kỳ dễ dàng để mà có được một cái thước phim đẹp. Thậm chí khi mà các bạn đưa cho người khác cầm thì các bạn vẫn đảm bảo được là cái footage đó quay đẹp. Các bạn có thể đi ở trên xe ô tô, xe hơi, xe đạp, đi bằng bất kỳ phương tiện gì cũng đều có được những footage mà nó không bị rung, không bị lắc. Cái đó là một trong những cái mà lý do mà các bạn cần dùng gimbal. Cái lý do tiếp theo, gimbal dành cho điện thoại. Mình có sử dụng Smooth 4 thì Smooth 4 rất là to, và khi mà mang đi á, mình phải mang theo cả một cái hộp, và hầu như là mình để nó ở nhà chứ mình không bao giờ mình mang đi cả. Đây là một cái gimbal ngày xưa so với một cái gimbal ở thời điểm hiện tại. Ngày xưa cái Yuyun Smooth Q là một cái gimbal được cho là nhỏ nhất rồi, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cái gimbal này nó còn nhỏ hơn cả cái Yuyun Smooth Q nữa. Và các bạn có thể so sánh đó, một cái thì mình luôn luôn phải mang theo một cái hộp rất là bự như thế này, còn một cái thì mình chỉ cần mang theo cái này bỏ vô túi, hoặc là nhà sản xuất còn cho mình một cái túi nhỏ nhỏ như thế này để mà mang theo bên người. Và đến với cái thời mà Vlog Pocket này nó ra đời đó, thì mình cảm thấy gimbal ngày càng nhỏ gọn và ngày càng tiện dụng. Thì đó là một trong những cái điểm mà ăn tiền của cái sản phẩm càng ngày càng nhỏ. Thì mình rất là thích những cái sản phẩm mà nhỏ mình có thể mang đi và nó không chiếm quá nhiều diện tích, cũng như là không chiếm quá nhiều cái trọng lượng của cái ba lô của mình. Thì đó là một trong những cái điểm mạnh của gimbal ngày nay.
Cái lý do thứ ba, gimbal ngày nay nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều thứ. Thứ nhất là mình có thể quay được time lapse nè, moving time lapse nè, hyper lapse nè. Nếu như mà ngày xưa các bạn muốn quay những cái đó thì các bạn cần phải có những kiến thức nhất định, và các bạn phải hiểu được là mình khi mà mình quay time lapse mình sẽ setup thông số như thế nào, mình sẽ phải khóa sáng khóa nét ra sao để mà nó không có bị nháy sáng. Còn bây giờ thì phần mềm ở trong cái gimbal nó đã cho phép mình auto tự động hóa hết, và thậm chí là moving time lapse nó rất là dễ dàng luôn. Giống như ngày xưa muốn mà moving time lapse các bạn phải mua một cái bộ slider tự động để mà nó di chuyển, thì lúc đó mình mới có được một cái moving time lapse đẹp, hoặc là mình sẽ phải mua một cái thiết bị tự động xoay theo thời gian á, thì lúc đó mình mới có một cái đoạn moving time lapse. Còn bây giờ thì chỉ cần một cái gimbal là nó có thể setup hết. Đổi lại thì cái chất lượng của nó sẽ không bằng với những cái máy ảnh mà có gắn những cái thiết bị đắt tiền kia, nhưng mà với một cái thiết bị nhỏ như thế này có thể làm được nhiều thứ như vậy thì đó là một lý do cũng đáng để mua, đúng không? Lý do tiếp theo thì bây giờ gimbal nó đang giúp cho mình rất là nhiều trong cái việc là tự quay phim chính mình, bởi vì nó có những cái phần mềm mà có thể tracking được khuôn mặt, tracking được những cái vật thể. Thì lúc đó những cái bạn mà hay quay phim một mình giống như mình á, không có ai hỗ trợ thì các bạn vẫn sẽ có được những thước phim chuyển động qua màn hình bằng cách là các bạn tracking theo khuôn mặt của mình để mà cái gimbal nó quay theo mình. Đó là một trong những điểm mà gimbal ngày nay đang tích cực cải thiện cái đó. Nó không còn cái chức năng là chỉ là chống rung giống như ngày xưa nữa, đặc biệt là gimbal cho điện thoại ha. Và cái lý do tiếp theo nữa đó là cái gimbal nó sẽ giúp cho các bạn cải thiện được cái chất lượng video, cho dù các bạn quay nó bằng một cái điện thoại cù bắp. Giống như cái video này mình đã từng chia sẻ, mình sử dụng gimbal và mình cảm thấy là chất lượng video của nó được cải thiện rõ rệt, thay vì là khi mà mình cầm tay thì rung lắc và nhiều khả năng là mình sẽ không sử dụng được cái footage đó. Cho nên khi mà mình sử dụng gimbal nó sẽ giúp cho cái footage của mình được đảm bảo là lúc nào cũng sử dụng được. Ok. Và đó là những lý do mình muốn thảo luận với các bạn là mình có nên sử dụng gimbal hay không. Theo mình thì đó là 5 lý do khiến cho mình mua gimbal, nhưng mà cái 4 lý do còn lại cũng rất là mạnh mẽ. Như vậy thì các bạn là người thuộc trường phái nào, các bạn sẽ sử dụng gimbal hay là không? Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở bên dưới nha. Và nếu như mà các bạn còn những lý do nào mà thuyết phục mình hay là thuyết phục mình nên mua hay là không nên mua thì cũng để lại comment bên dưới. Và tí quên thì phải, hình như là mình quên chưa có công bố cái thể lệ tham gia giveaway đúng không? Thể lệ tham gia giveaway như sau. Bước đầu tiên, các bạn hãy comment cho mình biết lý do mà các bạn muốn nhận gimbal này và các bạn sẽ làm gì cái gimbal này. Bước thứ hai, các bạn hãy chọn video bất kỳ trên kênh của mình, share nó lên trên trang Facebook cá nhân của các bạn. Và thế là xong, người được chọn sẽ là người thỏa mãn hai điều kiện trên và mình sẽ check link Facebook sau khi mà mình chọn được các bạn may mắn ở trên lượt comment đó nha. Các bạn nhớ để link công khai nha. Thời gian tham gia giveaway đó là 7 ngày tính từ thời điểm ngày hôm nay. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ nha, hãy tranh thủ đi. Và video công bố kết quả thì mình sẽ để vào video tuần sau. Và các bạn nhớ xem nha, khi nào mình lên video thì cái video sau đó chắc chắn là sẽ có cái phần công bố kết quả đó. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn vì đã xem cái video này. Và các bạn hãy tiếp tục tranh luận về cái vấn đề mà mình đang để trên cái đầu video, đó là có nên sử dụng gimbal hay không. Các bạn hãy cho mình biết những cái ý kiến của các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn vì đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.